là phòng 6. Nó hả? Yes. Ủa, nghĩa nó bằng điệu quá. Bởi vậy em tưởng bằng chị nên nên mới kêu được mày gọi tao là xung xung hơi mày tao ấy. Không, từ nhỏ lớn vậy rồi. Ồ. Chẳng có họ hàng lắm dễ thôi. Thằng Phương cũng kêu bằng mày tao cho nó đó. Ồ. À, chị làm việc lại với Phương nha. Em kêu nó lười phải không? Em kêu Phương tăng tốc học cao sâu á. Học cao buổi tối á. Để bằng độ tuổi với mấy bạn này nè. Để kéo lên chứ mà cao buổi sáng thì chỉ có chủ yếu về giao tiếp thôi. Tiền nó không học, nó chưa học á. Không phải không chịu học mà lười không. Chứ mà không phải là giao tiếp. Bạn là có đủ giao tiếp rồi, vô giao tiếp là phá người ta thôi. Không có lớp speaking. No. Mỗi lần speaking là mấy bạn phải làm tiểu lộ. Em kèm thằng Phương hả? Như là ở nhà con nếu mà phụ người nước ngoài nói chuyện con cảm thấy chưa đủ so với khả năng của con. Bạn muốn nói được nhiều là coi như là người ta chỉ cần là đầu tư vào cái kỹ năng nói thôi, là gọi là cái phần mà sử dụng được vốn từ thôi. Còn lại mà bạn gặp người ngoài đường thì người ta sẽ nói về xã hội, nói về lịch sử, nói tùm lum hết á. Là bạn phải chuẩn bị cho bạn cái vốn từ đó. Một cách chuẩn bị đó là mình chỉ có đầu tư vào sách vở mà thôi. Tại vì bây giờ trường học là chỉ giúp mình là có được những cái kỹ năng thôi để ráp từ thôi. Còn lại là mình phải đầu tư vào sách vở để mình mở rộng vốn từ ra chứ. Tiếng Anh là phải tự học. Yes. Chỉ có là 50% là trường học và 50% còn lại là sự nỗ lực của mình ấy. Một số người được IELTS 7.5 với 8 chấm là do là họ là nỗ lực rất là nhiều ở nhà. Chứ mà đi học bình thường thôi là chỉ có nước ngưỡng cửa 6.5 là hết đá rồi. 6.5. Ủa 5.5 là được chứ? 5.5. 5.5 là chỉ để đi Úc á. Ờ, nó đi Úc. Để đi Úc là 5.5 là vô tư luôn á. Vi vu luôn á. Đi Úc là có 4.0 mà 4.5 là người ta còn chấp nhận nữa mà. Nó thi 5.5. Dạ, là đi Úc là đi vu. Một số người có năng khiếu ngôn ngữ á, tự động tự học mà tự nhiên cái đỏ của mình nó sáng ra. Chơi thân với nó rồi. Hồi xưa đi học làm cùng á, dạ. Làm trợ lý á, dạ. Ngoài á. Dạ. Oh, very nice. Okay, let's start. Hello. Stick 30. Finish the essays about sports club. Oh, what did you write in the notebook? Oh. Do you want to study this class or you want to go home and video yourself? If you go home today, you should be video yourself for me. Is it okay for you? About that? No. About the sports club topic. You know, sports club topic? Speaking. Yeah, speaking. Yeah, I'm talking about speaking. Speaking about. Yes, that thing. No, that is. Wow. Come on. Anh tưởng là tầm khoảng 25-26. Nó hả? Yes. Ủa, nghĩa nó bằng điệu quá. Bởi vậy em tưởng bằng chị nên mới kêu được mày gọi là xung hơi mày tao ấy. Không, từ nhỏ lớn vậy rồi. Ồ. Chẳng có họ hàng lắm dễ thôi. Thằng Phương cũng kêu bằng mày tao cho nó đó. Ồ. À, chị làm việc lại với Phương nha. Em kêu... Nó lười phải không? Em kêu Phương tăng tốc học cao sâu á. Học cao buổi tối á. Để bằng độ tuổi với mấy bạn này nè. Để kéo lên chứ mà cao buổi sáng thì chỉ có chủ yếu về giao tiếp thôi. Thì nó học, nó chưa học không? Không phải không chịu học mà lười không. Chứ mà không phải là giao tiếp. Bạn là có đủ giao tiếp rồi, vô giao tiếp là phá người ta thôi. Không có lớp speaking. No. Mỗi lần speaking là mấy bạn phải làm tiểu lộ. Em kèm thằng Phương thôi. Hả? Như là ở nhà con nếu mà phụ người nước ngoài nói chuyện con cảm thấy chưa đủ so với khả năng. Bạn muốn nói được nhiều là coi như là người ta chỉ cần là đầu tư vào cái kỹ năng nói thôi, là gọi là cái phần mà sử dụng được vốn từ thôi. Còn lại mà bạn gặp người ngoài đường thì người ta sẽ nói về xã hội, nói về lịch sử, nói tùm lum hết á. Là bạn phải chuẩn bị cho bạn cái vốn từ đó. Một cách chuẩn bị đó là mình chỉ có đầu tư vào sách vở mà thôi.
Tại vì bây giờ trường học là chỉ giúp mình là có được những cái kỹ năng thôi để ráp từ thôi, còn lại là mình phải đầu tư vào sách vở để mình mở rộng vốn từ ra chứ. Yes, chỉ có là 50% là trường học và 50% còn lại là sự nỗ lực của mình ấy. Một số người được IELTS 7.5 với 8 chấm là do là họ là nỗ lực rất là nhiều ở nhà. Nhưng mà đi học bình thường thôi là chỉ có nước ngưỡng cửa 6.5 là hết đá rồi. 6.5 Ủa 5.5 là được chứ? 5.5 là chỉ để đi Úc á. Ờ, nó đi Úc. Để đi Úc là 5.5 là vô tư luôn á. Vi vu luôn á. Đi Úc là có 4.0 và 4.5 là người ta còn chấp nhận nữa mà. Nó thi 5.5. Dạ, là đi Úc là đi vu. Đúng không? Số người có năng khiếu ngôn ngữ á, tự động tự học mà tự nhiên cái đầu óc của mình nó sáng ra. Chơi thân với nó rồi. Hồi xưa đi học làm cùng á, dạ. Làm trợ lý á, dạ. Ngoài á. Dạ. Oh, very nice. Okay, let's start. Hello. 6:30. Finish the essays about sports club. Oh, what did you write in the notebook? Oh. Do you want to study this class or you want to go home and video yourself? If you go home today, you should be video yourself for me. Is it okay for you? About that? No. About the sports club topic. You know, sports club topic? Speaking. Yeah, speaking. Yeah, I'm talking about speaking. Speaking about. Yes, that thing. No, that is. Start. Nerves made of steel, okay, tinh thần thép, okay, nerves made of steel. So this one. Let's check out this one. Sorry. To consist of, this job really tests what you are made of. This job really tests what you are made of. Như vậy trong câu số 2 này thì mình đang nói là, gọi là cái công việc này, nó đang kiểm tra cái năng lực của mình. This job, it will really test what you are made of, okay. People say that the negotiator has nerves made of steel. Negotiator đây được gọi là người thỏa thuận trong tiếng Anh. Và động từ thỏa thuận thì mình sẽ có một cái động từ thỏa thuận trong tiếng Anh là động từ gì? Negotiate, okay. First, I have the word negotiate. Negotiate là động từ thỏa thuận. Và sự thỏa thuận thì mình sẽ có động danh từ là negotiations, okay. Negotiations, this is the noun in English. Và những người mà thỏa thuận cho mình á, thì mình sẽ có cái chức danh của họ là negotiator, okay. Cô ta là người thỏa thuận của tôi. She is my negotiator, okay, cho công việc của tôi. For my job. She is my negotiator for my job, okay. Đây là sự thỏa thuận giữa tôi và cô ta. This is my negotiation. This is the negotiator. Negotiations between me and her. Tôi muốn thỏa thuận với cô ta. Như vậy mình có từ thỏa thuận với ai đó là negotiate with người nào đó, ok? Negotiator, negotiate with, negotiations, ok? First. Bringing, to hire, to recruit, to cause to happen. Hire, recruit, or we use the word employ in English, ok? So khi mình nói về tuyển dụng, thì cái từ tuyển dụng thì thứ nhất là mình có cái từ mà người ta hay dùng nhiều nhất trong công ty là từ recruit, ok? Recruit là động từ nói về tuyển dụng. Bằng nghĩa với từ này nói về tuyển dụng cho nhân viên trong văn phòng, người ta sẽ dùng động từ employ, ok? This is about office staff. Office staffs. Nhân viên văn phòng chỉ dùng từ recruit và từ employ. Còn ngoài ra mình sẽ có từ là hire. Nhưng mà hire chỉ dùng cho nhân công mà thôi. Làm việc bằng tay chân người ta sẽ dùng từ workers. I want to hire some workers. I want to employ office staff. Or I want to recruit office staff, okay? Tuyển dụng nhân viên văn phòng sẽ có hai từ: recruit, employ.
và thuê mướn nhân công mình chỉ có một từ duy nhất là hire. Và ngoài ra mình đưa người nào đó vào công ty là đưa người nào đó, ok, đưa người nào đó vào công ty làm, ok, thì mình sẽ dùng động từ là bringing, ok. I bring somebody in my company. You bring somebody into your company là mình đưa ai đó vào công ty làm việc. I bring my staff, I bring my man into your company for working for you là mình đưa người của mình vào công ty của người ta để làm việc. Ok, this one. The company president wanted to bring on an efficiency consultant. Bring on đây được gọi là đề cập hoặc là triển khai một cái gì đấy. Như vậy là tổng giám đốc công ty, the company president, muốn triển khai, ok, tư vấn viên mà làm việc có hiệu quả, efficiency consultant, bring on triển khai trong tiếng Anh. Như vậy mình sẽ có từ triển khai. We have the word triển khai, ok. Như vậy triển khai thì mình sẽ có thứ nhất là từ là bring on, ok. Thứ hai mình triển khai cái gì đó mình sẽ dùng động từ là carry out, ok. I want to carry out a plan, a business plan. I want to bring on a business plan. Triển khai một cái gì đấy. Efficiency là hiệu quả. The company brought in a new team of project planners. Đây nó đang dùng phrasal verb là bring on. Và ở đây đang dùng là brought in, ok. Như vậy nó chỉ khác biệt nhau giữa từ in và từ on. Khi mà mấy anh chị triển khai một kế hoạch hoặc là áp dụng một cái phương pháp gì đó trong làm việc thì mình sẽ dùng bring on. Còn mà mình gọi là đưa cái gì đó vào công ty, mình sẽ dùng từ brought in. Đưa người mới vào công ty làm việc là dùng động từ bring in trong tiếng Anh. Casually, informally, làm việc như thế nào đây? Thông thường, thường lệ, như mọi hôm. On Fridays, most employees dress casually. Và những ngày thứ sáu, hầu hết những cái nhân viên thì mặc đồ rất là bình thường. To dress casually, mặc đồ bình thường. Còn mặc đồ được gọi là trang trọng thì mình sẽ dùng từ là dress formally, ok. Như vậy mình có từ thông thường, mình sẽ có tính từ casual bằng nghĩa với tính từ normal in English, ok. Và mặc đồ một cách trang trọng thì trái nghĩa với nó mình sẽ có từ là formal, ok. I want to dress casually. I want to dress formally, ok. This English, formally. Martin spoke casually as if he were chatting with his friends. Như vậy Martin nói chuyện một cách bình thường, như thể là anh ta đang nói chuyện với bạn bè của anh ta. Như vậy trong tiếng Anh mình sẽ có cái từ gọi là, cái cấu trúc được gọi là giống như là mình đang làm gì đấy. Ví dụ như tôi đối xử với bạn giống như bạn là gia đình của tôi, thì mình sẽ hay dùng từ là as if, được gọi là giống như trong tiếng Anh. Và as if sẽ nối hai câu hoàn chỉnh, ok. Và cái vế mà mình giả sử là giống như vế đó, nếu mình đang nói ở thời điểm hiện tại thì nó sẽ lùi xuống quá khứ, ok. Ví dụ right now, bây giờ I am teaching English, ok. I am teaching English, giống như tôi đang giảng bài tại đại học. As if I was lecturing in the university, ok. Như vậy cái gọi là cái giống như này mình giả sử, nhưng mà nó không có thật ở hiện tại, nó chỉ là một cái gọi là một cái giả định mà thôi. Thì ở đây cái giả định này mình sẽ lùi từ hiện tại xuống quá khứ. I am teaching English as if I was lecturing in the university, ok. As if, ok. Như vậy ví dụ mình nói về quá khứ, ngày hôm qua tôi đối xử với bạn như là bạn là người yêu của tôi. Như vậy ngày hôm qua là yesterday, tôi đối xử là I treated you. Treat là đối xử, cư xử. Yesterday I treated you. Và cái việc giả định nó ở quá khứ thì mình phải lùi xuống thành quá khứ hàng thành. As if bạn là bạn người yêu của tôi. You had been, ok, my lover, ok. Như vậy là trong quá khứ mình sẽ có từ was, were. Và ở đây chuyển xuống một thì gọi là quá khứ hoàn thành, gọi là had been. Quá khứ hoàn thành chỉ có nghĩa là nó nhấn mạnh cho quá khứ mà thôi. Nhưng cái gì xảy ra trong quá khứ nó nhấn mạnh mà thôi. Thì ở đây mình sẽ dùng was, were ở quá khứ. I was a student 4 years ago. I was a university student. I had been a university student, okay? So had been just for stressing the past simple of an action, okay? Next.
Martin spoke casually. Martin spoke normally, okay, very easy. Code, rules of behavior. Code được gọi là mã hóa trong tiếng Anh, và code được cũng được gọi là cái quy luật trong tiếng Anh. The new employees observed the unwritten code of conduct in their first week on the job. The new employee observed. When I observe you study in English, it means that I am watching you study in English. Do you understand, John? Okay, the new employees observed the unwritten code of the of conduct. Okay, unwritten code. For example, you to come here and study English. There is one unwritten code, which is don't speak in the class, right? If you speak too much, I will shout at you. Don't speak in the class. Don't talk with your friends in the class when you are studying. So this is called unwritten code. Và unwritten code trong tiếng Việt nó sẽ có một từ rất là hay là từ gì? Luật bất thành văn, okay? Unwritten code. Trong tiếng Anh thì đừng dịch là cái mã mà không được viết, nhưng mà trong tiếng Anh cái việc này thì nó sẽ dịch chính nghĩa là luật bất thành văn, luật bất thành văn, okay, right? Luật bất thành văn, okay? Unwritten code. For example, I go to the restaurant, I eat, and when I eat, I shouldn't make noise when I eat. It's called, this is the unwritten code when you eat in the restaurant. Respect other people, okay? So luật bất thành văn, this is the new employee observed. Những cái người nhân viên mới quan sát, okay, gọi là cái gì đây? The unwritten code of conduct. Conduct có nghĩa là cái sự tiến, cái cách mà tiến hành, cái cách triển khai công việc. Như vậy, quan sát mà cái cách triển khai công việc, mà cái cách này được gọi là chỉ làm thôi, chứ người ta không có ghi ra một cái quy trình hẳn hoi trên giấy sách. Như vậy là cái cách làm mà luật bất thành văn in the first week, trong cái gì đây? Trong cái tuần đầu tiên khi mà họ nhận việc, on the job, in the first week on the job. Even the most traditional companies are changing their dress code to something less formal. Ngay cả khi mà những cái công ty mà truyền thống nhất, the most traditional companies are changing their dress code, đã thay đổi gọi là cái gì đây, cái kiểu, ok, cái kiểu mà gọi là quần áo, cái kiểu mặc đồng phục, ok, làm cho đồng phục của họ gọi là ít trang nhã hơn, gọi là nó sẽ trở nên thân thiện hơn. Cái gì mà nó quá trang nhã đi thì nó sẽ làm cho người ta có vẻ như cảm giác như gọi là lạc lõng đối với nhau. Như vậy dress code này cũng được gọi là, đừng gọi là mật mã. Và the code này chỉ có nghĩa là mật mã khi nó là the code on the product, okay? On the product, when you buy something in the supermarket or in the store, we have the word a barcode, okay? On the product, we have the barcode, okay? On the product, the barcode, okay? This barcode, okay, it has many lines, many dark lines and some numbers, okay? It's called a barcode. And we use a machine, okay? A machine like this, and we scan the barcode. So I can know how much is this one. This is called a barcode. So what does it mean barcode in Vietnamese? We call it mã vạch sản phẩm, okay? And for this one, the barcode on the product, I have the machine, and that machine is called a barcode reader, okay? A barcode reader, okay? I need to buy myself a barcode reader so I can scan the barcode on your product, okay? So for the barcode, we use the word scan, barcodes on the product. Scan, this is a verb. You scan the barcodes on the product. Expose, to make aware, to give experience. Expose, it can be, if you are the kind of person who want to wear sunscreen, okay? We have the word wear sunscreen. Wear sunscreen, okay? For example, sunscreen, right? It's weird. I only remember the word that sunscreen. It's about the cream that make your, yeah, that's it. I don't use that thing. that word is very unfriendly to me. Motivation? Yeah. Sunscreen. I think that's sunscreen. Sunscreen. Yeah, I told you, but wear sunscreen, okay? When you wear sunscreen when you go outside, okay? So, when you are the kind of person, when you wear sunscreen, when you go outside, we have this word.
expose, because I don't want to expose myself out on the sun, okay? So they need to wear some sunscreen, okay? So this way, sunscreen, because you don't want to expose yourself, okay? You don't want to expose yourself to the sunlight, okay? It means that you need to wear some sunscreen on your body. Như vậy khi mà mình không muốn gọi là tiếp xúc với trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Như vậy expose có nghĩa là bạn tiếp cho cơ thể của bạn tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, thì bạn sẽ dùng động từ là expose. Bạn expose cái gì đó đối với to cái gì đấy trong tiếng Anh. Như vậy you expose something to something là bạn bộc lộ gọi là bản thân của bạn hay là cái gì đó đối với cái gì đấy, okay? The where is it? Oh my god. Okay, mergers require that employees are exposed to different business practices. Mergers require that. Những công ty gọi là cổ phần, okay? Mergers. Merger có nghĩa là partners. Người thuộc cái nhà thương mại. No, we don't have that word. We only have that commercial worker. Wow, no, merge. When we speak of the company, okay, speaking of company, okay, for example, company A, okay, merge with company B, okay, I will say that this is the merging of between company A and company B, and they are mergers, okay, they gọi là người cộng tác với nhau, mergers, okay. Yes, very good, okay. It is like combine, okay? Are we like partnered, okay? Collaborate, coordinate, cooperate, okay? To partner with somebody, okay? Company A merged with company B, this is called merger, okay? Or company A want to merge with company B, okay? Next, I have this sentence. Practices, business practices, practice nghĩa thứ nhất là luyện tập, practice nghĩa thứ hai là thực hành trong tiếng Anh. Okay, như vậy business practices có nghĩa là những cái công việc gọi là như thế nào đây? Những cái công việc kinh doanh thực tế nhưng mà khác nhau. Okay, cái này không phải là việc mà mình học lý thuyết mà mình luyện tập, mà ở đây là gọi là cái sự mà va chạm và vận hành trong thực tế luôn. Yeah, no, practical is an adjective of the word practice, work bao, okay? What is wrong with your vocabulary today? Is that wrong? Practical skill là kỹ năng thực tế. Yeah, so what? Because practical is an adjective of the word practice, okay? What is wrong with you today? Practice, đây là sự luyện tập trong tiếng Anh, okay? Sự luyện tập, hoặc là mình gọi là sự vận dụng trong tiếng Anh, okay? Như vậy khi mình luyện tập, khi mình vận dụng, thì mình sẽ có một cái từ nghĩa là conduct, okay? Conduct, you conduct something, you practice something, okay? Và ở đây còn có thêm một từ nữa là từ gì ạ? Convey, okay? Convey, this is a verb, okay? And we have the word execute. Execute, I love this word, okay? Execute, okay? And anything else? Carry out, okay? Carry out, okay? Anything else? Bring out, okay? Đây là tất cả được những từ được gọi là vận hành trong tiếng Anh, những từ căn bản nhất. Về practice nghĩa thứ nhất là in English. In school we say that, well, I need to practice my English. Yes. Initiate. No, initiate có nghĩa là bạn bắt đầu bạn làm cái gì đó. I start to work in a company. I initiate my work in the company. Initiate is called like you start to do something for the first time. Initiate. Okay. Khởi động làm cái gì đấy. Operate and initiate the same thing. Yeah, here I write here too. I write here for you guys too. I think that it's around here, right? I don't remember. Okay, it's not right here. So many things, okay, right? So many things here. Okay, trước tiên này, luyện tập là practice và vận dụng cũng là practice. Tôi muốn luyện tập tiếng Anh, I want to practice my English. Tôi muốn vận dụng, okay, gọi là tôi muốn trà trộn vào thực tế, tôi muốn gọi là làm công việc kinh doanh, I want to practice business, okay? Như vậy khi bạn gọi là va chạm với thực tế, bạn ma sát với thực tế để bạn làm công việc kinh doanh, để tích lũy kinh nghiệm thì mình sẽ dùng từ practice. Như vậy practice theo nghĩa thực tế và practice theo nghĩa học vấn luôn. Is it okay?
Và cái thứ hai, the practice nó sẽ bằng nghĩa với từ conduct là bạn như thế nào đây? Bạn tiến hành làm cái gì đấy? Nó được gọi là tiến hành, triển khai trong tiếng Anh. Tôi tiến hành một cái kế hoạch, I conduct a plan. Tôi kiên tiến hành một cái chiến lược. Như vậy thức trước tiên là mình sẽ có từ chiến lược trong tiếng Anh là strategy, ok? Strategy là một cái từ gọi là thường thì người ta gọi là nó rất là trừu tượng, chiến lược làm cái gì đó. Và sau đó, sau khi mình có một cái chiến lược hẳn hoi, chiến lược mưu sự, ok? Cái mưu sự mình làm cái gì đó thì mình sẽ có một cái chiến dịch, một cái gọi là a very big plan for you to do something. Nếu mà dùng từ strategy là cái chiến lược của bạn làm cái gì đó thì bạn phải dùng chiến dịch. Thì cái từ chiến dịch trong tiếng Anh người ta sẽ dùng từ campaign, ok? Chứ đừng có dùng từ strategy là cái hướng đi của bạn làm cái gì đấy, mà bạn dùng từ plan thì nó không hay, ok? The plan là một cái kế hoạch nhỏ thôi. Còn cái kế hoạch mà bự chà bá lửa mà để dùng để làm cho cái này, người ta chỉ dùng từ campaign mà thôi, ok? I have a strategy in my business. Tôi có một chiến lược trong kinh doanh của tôi và tôi nghĩ là nó sẽ thu hút khách hàng, ok? Là một cái phần mềm gì đấy. Và muốn triển khai được cái phần mềm gì đó thì mình phải có một cái kế hoạch thẳng hơn là you need to build yourself a campaign, ok? Và sau đó nên nói với nghĩa này thì mình sẽ có là cái hướng đi của mình là cái gì đấy, thì mình sẽ có từ tầm nhìn trong tiếng Anh là vision, ok? I need to know your vision in your company. Nếu mà có từ tầm nhìn rồi thì bắt đầu cái từ mà na ná được gọi là để triển khai được cái tầm nhìn đó, đi theo cái hướng đi đó, người ta sẽ có từ kế hoạch trong tiếng Anh là a plan, ok? A plan. The new hires work in each department exposed them to the various functions in the company. Various functions, okay? Different functions, okay? Function. First, it is a noun. The function of this phone is only camera, okay? Only video recording, is it okay? It doesn't mean to make a phone call, it doesn't mean to receive any messages. So this function, okay, of something, it means that the purpose of something. Cái mục đích để mình làm cái gì đấy, cái chức năng để mình làm cái gì đấy, thì mình sẽ dùng từ function trong tiếng Anh, okay? Và thứ hai, the function cũng là một động từ, okay? Bạn gọi là cái máy này nó hoạt động tốt, this phone functions well, ok. Như vậy function này đây cũng được gọi là hoạt động trong tiếng Anh. Và hoạt động sai chức năng, người ta sẽ có động từ là malfunction, ok. Ví dụ the chair malfunctions. I sit on the chair and it suddenly breaks down, ok. Malfunction. Cleanse. I cleanse at you. It means that I take a quick look at you. Mình nhìn lướt qua đó là mình sẽ dùng từ cleanse. Còn mình liếc sơ sơ qua đó thì mình sẽ dùng từ Cleanse, ok. Nhìn là khác, liếc sơ là khác, mà nhìn lướt qua là khác. Như vậy nhìn bình thường thôi, mình sẽ dùng từ look at, ok. Look at, khi mình nhìn sơ qua là mình thấy được những cái nỗi lo lắng trên những cái gương mặt nho nhỏ, thì mình sẽ mình sẽ dùng từ look at, ok. Look at là gọi là nhìn, ok, nhìn một cách thẳng thôi, nhìn vào cái gì đó, nhìn gọi là nhìn nó có một cái gọi là cái điểm tựa, chứ không phải là nhìn bâng quơ, ok, giống như đô hồn qua một cách nhìn bâng quơ lạc lõng trong lớp học, không xác định được mình đang học cái gì luôn. Look at là nhìn, I am looking at work bar for example, ok. Còn mà nhìn lướt qua là I have a quick look at something. Tôi nhìn lướt qua cái gì đấy. Và bằng nghĩa với này, I take a quick look at something. I have a quick look at something. I take a quick look at something. Nhìn lướt qua. Như vậy ở đây, nhìn lướt qua thì mình sẽ có một cách gọi là chế từ. A quick look, nhìn nhanh qua. Và bằng nghĩa với cái này thì mình dùng từ gì đây mới học đấy? Cleanse, vớt bảo. What? Ok. Cleanse, this is a verb, cleanse at someone. Còn bạn ghét người ta, ghét nhưng mà liếc một cách lịch sự, liếc sơ qua thôi, thì người ta sẽ dùng từ là glance at, ok. Đây được gọi là cái hành động liếc nhưng mà liếc sơ qua. Còn mà ghét mà nhìn chằm chằm vào luôn thì mình sẽ dùng từ gì? Stare, ok. Cái hành động này rất là kinh khủng và làm cho cái người mà đang bị nhìn nó sẽ cảm xúc nó không thoải mái cho lắm, ok. Và mình thường hay mình người ta nhìn chằm chằm vào mình cũng chả biết làm gì cả, ok. I stare at you. I am staring at you. I am glancing you, ok, for example, stare, nhìn chằm chằm vào ai đó, ok, nhìn chằm chằm, ok, this one,
nhìn chằm chằm hơn. The secretary caught a glimpse of her new boss as she was leaving the office. Như vậy cái cô thư ký này nè, cô liếc sơ qua cái giám đốc mới của cô ta khi mà cô ta rời khỏi văn phòng. Okay. After 1 year with the company, he still felt as though he had only a glimpse of the overall operations. Giống như mình đã học đại học rồi, nhưng mà sau khi mình học đại học thì mình cảm giác những cái môn học của mình nó quá bâng quơ đi, nó không có đi sát vào, nó chỉ có đi lướt qua thôi. Ok, giống như bạn giải đề IELTS. Khi bạn giải đề IELTS thì là người ta chỉ cho bạn đáp án mà thôi, hoặc là chỉ cho đáp án rồi may mắn lắm là cho một số cái câu mà dẫn chứng ra được cái đáp án đó, chứ người ta không đi thực tế vào cái bài đó nó có nghĩa là gì, từng cấu trúc trong bài đó nó có nghĩa là gì. Thì là mình chỉ có một cái kiến thức mông lung mà thôi, mông lung như một trò đùa. Thì là mình sẽ dùng từ glimpse of cái gì đấy. Ok, đây. He still felt as though he had only a glimpse of the overall operations. Như vậy anh ta vẫn cảm giác giống như rằng á, anh ta chỉ có một cái gọi là cái kiến thức tổng quan về tất cả các cách làm trong công ty mà thôi. Một năm trời làm trong công ty, nhưng mà anh ta vẫn cảm thấy ok, giống như là mình chỉ, anh ta mới ok có một cái kiến thức chung chung với tất cả những công việc anh ta làm. Overall operations, ok. Very easy. So one day I only show you the 7 words, and right now you need to write me an essay. Miss Hong, did you bring your phone with you? You should write on the word on the phone. Is it okay for you? And send me via the Zalo. And there is a group in Zalo which is called Toeic and IELTS Essays. Are you in that group? No. Oh, I can see. Look at her. She is very innocent. She wants to go home soon. Yes, here you are. Yes. How do you feel today? Worth it. What time did you wake up today?